Lược sử về Đức Liên Hoa Sanh, Ngài Zamkon Khonsu đệ nhất. Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ Vòng Hoa Lam Ngọc Quý Báu, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị Tê Tôn, chính do Ngài Zamkon Khonsu đệ nhất viết và thấy trong quyển 1 thuộc bộ Rinchen Tenzo của Ngài. Đức Padmakara đã ảnh hưởng đến vô số chúng sanh qua giáo huấn Kim Cương Thừa, đặc biệt là qua hoạt động chôn giấu những kho tàng tích ma thâm sâu. Bậc thầy vĩ đại này không phải là người thường trên con đường, cũng không phải là thánh nhân của những địa Bồ Tát, mà là một hóa thân của cả hai Phật A-di-đà và Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện để thuần phục nhân loại và những tinh linh khó thay đổi. Ngay cả những đại Bồ Tát cũng khó giải nghĩa đầy đủ những gương mẫu về cuộc đời Ngài, nên tôi xin được tường thuật vắn tắt như sau. Trong cõi pháp thân của tinh túy Kim Cương Quang, Đức Guru Rinpoche nhờ đạt tự tánh giác ngộ viên mãn từ vô thủy như nền tảng giải thoát của thanh tịnh nguyên sơ, Ngài nổi tiếng là đấng thủ hộ nguyên thủy bất biến quang. Trong cõi báo thân tự hiển lộ của sấm trống viên mãn, Ngài đồng thời biểu hiện vô tận trí của ngũ bộ vô biên đại dương chư Phật đang sở hữu ngũ trí. Như hiển lộ bên ngoài của sự phô diễn tự hiện này, trong vô số phô diễn tướng thân ở những cõi của năm gia đình Phật, bao gồm cõi hóa thân tự nhiên cùng hiển lộ của Đại Phạm Thiên, Ngài xuất hiện đến tất cả Bồ Tát ở 10 địa. Vì tất cả những điều này là những đám mây phô diễn trí tuệ của Guru Rinpoche, vô tận luân trang nghiêm, nên Ngài được biết là đấng trì thủ trọn vẹn liên hoa. Bằng năng lực của những phô diễn trí tuệ này, Ngài xuất hiện trong vô số thập phương thế giới như sự xuất hiện huyền diệu của hóa thân, bậc điều phục chúng sanh. Đặc biệt ở cõi Ta Bà này, Ngài soi sáng 50 thế giới với ngọn đèn giáo lý Sutra và Tantra, hiển lộ như 8 hóa thân để điều phục chúng sanh trong những nơi khác nhau trên thế giới. Dakini Geshe Sogya đã có linh tính thấy một hóa thân của Ngài gọi là Vô Biên Kim Cương Hải ở hướng đông. Mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài chứa 1 tỷ cõi, và trong mỗi cõi chứa 1 tỷ hệ thống thế giới. Trong mỗi hệ thống thế giới này có 1 tỷ Guru Rinpoche, mà mỗi vị lại tạo ra 1 tỷ hóa thân. Mỗi hóa thân này thuần phục cho 1 tỷ đệ tử. Sau đó, bà thấy sự phô diễn tương tự ở phương Trung ương và trong mỗi phương khác. Trong cõi Diêm Phù Đề này, Guru Rinpoche chỉ là một hóa thân, bậc điều phục chúng sanh mà tùy theo khả năng căn cơ của từng người sẽ cảm nhận Ngài theo nhiều cách. Quyển Lịch Sử Khẩu Truyền Kilaya và hầu hết nguồn tài liệu Ấn Độ đều giải thích rằng Ngài sinh ra là con vua hay là một bộ trưởng ở Udayana. Trái lại phần lớn những kho tàng Tê Ma kể lại rằng Ngài sinh ra một cách kỳ diệu. Trong một số kinh văn nói Ngài xuất hiện từ một tia chớp trên đỉnh Malaya. Mỗi câu chuyện kỳ diệu đều khác nhau. Thật sự đây là một chủ đề vượt lên tầm hiểu biết của trí tuệ người thường. Sự giải thích giới hạn của tôi chỉ là một nguyên nhân. Cuộc đời Ngài Guru Rinpoche sinh ra kỳ diệu ra sao để được ghi trong giáo huấn Tê Ma. Một hóa thân điều phục chúng sanh xuất hiện trong 6 cõi luân hồi thì ngược lại với một thân lưu xuất trong hóa thân tự nhiên như cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Trong xứ Udayana ở hướng Tây Bodhgaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng, có một hòn đảo trong hồ Dana Kosa.
nhờ ân phước của chư Phật, trên đó xuất hiện một hoa sen nhiều màu sắc. Đức Phật A Di Đà gửi từ giữa tâm Ngài một chày jara bằng vàng có khắc chữ Tri vào nụ hoa sen này, và kỳ diệu thay, hoa sen chuyển thành một đứa trẻ 8 tuổi, tay cầm một chày và một hoa sen, được trang hoàng bằng những dấu ấn chính và phụ. Đứa trẻ ngủ ở đó và giảng dạy giáo pháp cao sâu cho chư thiên và Dakini trên hòn đảo đó. Vào lúc đó, vị vua xứ này là Indrambodhi không có con. Ông đã cúng dường hết kho tàng của mình lên Tam Bảo và bố thí cho người nghèo để cầu con. Như một phương sách cuối để tìm ngọc như ý, ông bắt đầu cuộc du hành đến hồ lớn Dhanakosa với vị bộ trưởng Krishnadara. Trên đường về, trước tiên là Krishnadara và sau đó vua Indrambodhi gặp đứa trẻ kỳ diệu. Nhà vua xem ngài như kết quả của việc cầu con và đem ngài về cung điện. Ở đó, ông đặt tên ngài là Bhagmakara, tức liên hoa xanh. Sau đó, ngài Bhagmakara được mời ngồi lên ngai bằng những viên ngọc quý và tất cả dân chúng cúng dường rất nhiều. Khi lớn lên, vị hoàng tử làm cho nhiều người cùng trưởng thành qua các môn thể thao và trò chơi thời thanh niên của ngài. Ngài lập gia đình với Brahmadari và cai trị vương quốc Uddiyana theo giáo pháp. Vào lúc nhận ngôi, ngài thấy không thể đem lại lợi ích lớn lao cho người khác bằng việc làm cho đất nước phát triển, nên ngài xin vua Indrambodhi cho phép thoái vị, nhưng không được chấp thuận. Thế nên trong một cuộc chơi, ngài giả vờ làm ngọn giáo tuột khỏi tay và giết chết con của một bộ trưởng. Do vậy, ngài bị kết án lưu đày đến một nghĩa địa. Ngài sống ở Băng Viên, Hoàng Hỷ Lâm và Sosalin, thực hiện giới luận đạo đức của một hành giả yogi. Trong thời gian này, ngài nhận được quán đảnh và ân phước của hai Dakini là đấng hàng phục ma vương và bậc duy trì cực lạc. Khi triệu thỉnh tất cả Dakini của nghĩa địa dưới lệnh mình, ngài được biết là Santarashita. Padmakara trở về xứ Uddiyana, đến hòn đảo trong hồ. Ở đó, ngài thực hành mật chú và ngôn ngữ biểu tượng của chư Dakini. Nhờ vậy, ngài đem chư Dakini đến hòn đảo dưới mệnh lệnh của mình. Sau đó, ngài tu hành ở rừng khổ hạnh và được ban phước linh kiến Thế Jara Yogini. Ngài ràng buộc tất cả loài rồng trong những hồ cũng như những tinh linh của hành tinh pháp thể bảo vệ giáo pháp nhờ sự trao quyền với năng lực siêu nhiên của tất cả chư Dakka và Dakini. Vì vậy, ngài nổi danh là Doji Drakpo Sa, đại lực phẫn nộ kim cương. Sau đó, ngài du hành đến kim cương ngai ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tại đây, ngài phô diễn nhiều phép lạ. Dân chúng hỏi ngài là ai, và khi trả lời ngài là một vị Phật tự hiện, họ không tin mà còn phỉ báng. Xét thấy có nhiều lý do phải có một vị thầy, ngài đến Sakho. Ở đó, ngài thọ giới với Prabha Hasti và được ban pháp danh Sakya Sanghi. Ngài nhận giáo huấn về Tantra Yoga 18 lần và có linh kiến của các bổn tôn. Sau đó, ngài đến nữ đạo sư Kungamo, là bậc trí tuệ Dakini Guja Samaya, xuất hiện trong thân tướng của một sư ni. Ngài yêu cầu được quán đảnh và bà chuyển ngài thành chủng tử Hưng. Sau đó, bà nuốt ngài vào và nhả ra qua hoa sen của bà. Bên trong thân bà, ngài được ban toàn bộ quán đảnh bên ngoài, bên trong, bí mật và được tịnh hóa ba che chướng, tức thân khẩu ý. Sau này, ngài gặp 8 vị đại trị minh vương và thọ 8 phần nghi quỷ. Ngài thọ nhận Maya Jala từ đại sư Buddha Guya và Dogen từ tổ Sri Sinha. Theo cách này, ngài thọ nhận và học tập tất cả sutra, tantra từ rất nhiều học giả và những vị tổ đã thành tựu của Ấn Độ. Ngài rất thông tuệ, chỉ cần nghiên cứu một chủ đề
chỉ một lần mà đã có linh kiến của tất cả bổn tôn không cần thực hành. Vào lúc đó, Ngài được biết là Loden Chokse và phô diễn cách thức viên mãn của bậc Vidyadhara đẳng cấp cao tột. Kế tiếp, Ngài đến vùng ngoại ô của Sakho. Tại đó, Ngài lôi cuốn công chúa Mandarava, con gái của vua Vihadara. Ngài nhận bà như sự hỗ trợ nghi quỷ của mình và họ thực hành 3 tháng trong động Maratika. Sau này, Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus xuất hiện trong thân người ban quán đảnh trên họ và ban phước đệ bất khả phân với Đức Phật. Họ được ban 1 tỷ tantra về trường thọ và đạt thành tựu của Vidyadhara thuộc đẳng cấp làm chủ cuộc sống, thành tựu kim cương thân vượt khỏi sinh tử. Các ngài trở lại vương quốc Sakho để hoằng pháp. Khi khất thực, các ngài bị nhà vua và bộ trưởng bắt và đem thiêu sống. Vị thầy và consort tạo niềm tin bằng sự phô diễn huyền diệu, chuyển vàng hỏa thiêu thành hồ nước lạnh giá. Các ngài ngồi trên hoa sen giữa hồ. Các ngài đã làm tất cả mọi người thực hành giáo pháp miên mật và đã đưa họ vào trạng thái vượt khỏi luân hồi. Sau đó, Đức Bhatmakara trở lại xứ Udayana để chuyển hóa dân chúng. Trong khi trì bình khất thực, Ngài bị nhận diện và đem hỏa thiêu trong một lò thiêu lớn tại rừng Đàn Hương. Vị thầy và phối ngẫu một lần nữa xuất hiện trên một hoa sen giữa hồ không bị thương tổn, đeo một chuỗi sọ người biểu tượng cho sự giải thoát tất cả chúng sanh khỏi luân hồi. Vì sự phô diễn phép màu này, Ngài được biết là Padma Thochen Sa, đại lực liên hoa của chuỗi sọ. Ngài lưu lại Udayana trong 13 năm như một vị thầy của nhà vua và làm cho toàn vương quốc thực hành giáo pháp. Trong thời gian này, Ngài ban quán đảnh và giáo huấn cho Kadyu Jogyi Gyamso là biện pháp biểu tượng cho mọi giáo huấn. Nhờ đó, vua và hoàng hậu cùng tất cả những người có căn cơ đã thành tựu đẳng cấp Vidyadhara tối thượng. Do vậy, Ngài được biết là Padma Raja Liên Hoa Vương. Tương ứng với một tiên tri trong Kinh Tri Kiến Huyền Diệu, Ngài Bhatmakara tự biến thành nhà sư Quang Bồ Đề để chuyển hóa cho vua A Dục, tức Ashoka, để xây dựng cho vua A Dục niềm tin bất thoái chuyển. Chỉ trong một đêm, Ngài dựng nên trong thế gian này 1 tỷ bảo tháp chứa những xá lợi của Đấng Như Lai. Ngài cũng khuất phục một số vị thầy không phải Phật giáo. Ngài đã bị đầu độc bởi một vị vua nhưng không bị thương tổn. Sau đó, khi bị ném xuống dòng sông, Ngài làm nước sông chảy ngược, còn Ngài thì nhảy múa giữa trời. Qua đó, Ngài được biết là đại lực kim xí điểu. Ngoài ra, Bhatmakara còn tự hiện thân trong thân tướng Dacharya Padma Vajra, vị thầy đã phát hiện Tantra He Vajra, cũng như Brahmin Saraha, Dompi Heruka, Virupa Kalacharya và những vị thành tựu Siddha khác. Ngài tu hành trong những đại mộ địa. Ở đó, Ngài dạy kim cương thừa cho chư Dakini. Ngài hàng phục những tinh linh thế gian bên ngoài và bên trong, chỉ định cho họ làm những người bảo vệ giáo pháp. Vào lúc đó, Ngài được biết là Nyingma Oxer. Khi 500 vị thầy ngoại đạo sắp đánh bại giáo pháp trong một cuộc tranh luận tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Mamakara thách thức họ và Ngài đã chiến thắng. Một số tà sư phải viện đến tà thuật, nhưng Mamakara đánh tan họ bằng mantra phẫn nộ mà Ngài đã được Dakini hàng phục ma vương ban cho. Tất cả họ đều chuyển tâm theo Phật giáo và ngọn cờ giáo pháp tung bay trên bầu trời. Vào lúc đó, Ngài được biết là Sanje Dadrok. Lúc đó, Ngài diệt hết 3 nhiễm ô và an trụ trong đẳng cấp Vidyadhara làm chủ cuộc sống. Đi đến động Yaleso ở giữa Ấn Độ và Nepal, Ngài gặp Sakya Devi, con gái vua xứ Nepal, người đã nhận lời hỗ trợ
và làm phối ngẫu cho nghi quỷ của Ngài. Trong khi Ngài thực hành Visuddha Heruka, bà tinh linh hùng mạnh đã ngăn không cho mưa trong 3 năm, tạo ra bệnh tật và đói kém. Đức Bhamakara gửi người đem tin về Ấn Độ, cầu những vị thầy của Ngài ban cho một giáo huấn có thể chống lại những che chướng này. Hai người đã trở về mang theo kinh văn Kilaya. Những che chướng tự nhiên được dẹp tan ngay khi họ vừa đến Nepal. Sau đó, Bhamakara và vị phối ngẫu thành tựu tất địa tối thượng và an trụ trong đẳng cấp Vijayadhara Đại Ấn. Guru Rinpoche nhận thấy việc thực hành nghi quỷ của Visuddha Heruka đem lại đại thành tựu. Nhưng thực hành này cũng giống như người đi buôn gặp nhiều chướng ngại. Còn Kilaya giống như sự bảo hộ không thể thiếu. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, Guru Rinpoche đã soạn thảo nhiều nghi quỷ chứa hai Heruka này. Tại nơi đây, Ngài ràng buộc 16 vị bảo vệ thế gian phát nguyện giữ gìn nghi quỷ Kilaya. Đức Padmasambhava viếng thăm nhiều vương quốc cổ khác và truyền dạy giáo pháp như Humuzu ở gần Udayana, Sikohara, Dhammakosa, Rudma, Tirahuti, Kamarupa và Kancha, cũng như nhiều nơi khác. Kinh văn không nói rõ Ngài có đến xứ Rodin hay không, nhưng những giáo huấn Tantric Ngài đã ban về Hivasra, Gudachandra Bindu, Visuddha, Hayagriva, Kilaya và Mammo vẫn còn truyền đến ngày nay. Bhamakara được xem là sống ở Ấn Độ đến 3.600 năm, giảng dạy làm lợi ích chúng sanh. Nhưng những học giả chỉ chấp nhận một nửa số năm, vì đó chỉ là con số tượng trưng. Để chuyển tâm dân xứ Mông Cổ và Trung Quốc, Đức Bhamakara đã hóa thân thành vua Gonsechen và hành giả Toden. Ngoài ra, Ngài còn xuất hiện như thần đồng ở vùng ngoại ô Sangsun. Ngài đã ban những giáo huấn về dòng truyền nghe của Đại Viên Mãn Dzogchen và dẫn dắt nhiều đệ tử xứng đáng thành tựu thân cầu vòng. Bằng nhiều phương tiện xuất hiện nhiều nơi trong nhiều thân tướng khác nhau, nói nhiều thứ tiếng, những hoạt động của Đức Bhamakara thực sự vượt lên mọi suy lường. Bây giờ tôi xin mô tả lại việc Ngài Bhamakara đến xứ Tây Tạng ra sao. Khi vua Sitron Dusen, một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, được 20 tuổi, trong Ngài hình thành một khao khát mạnh mẽ về giáo pháp thiêng liêng được phổ biến. Ngài mời Bồ Tát Kenpo từ Ấn Độ, bậc đã dạy thập thiện hạnh và thập nhị nhân duyên. Một năm sau, nền móng của một ngôi đại tự đã xong, nhưng những tinh linh của Tây Tạng tạo chướng ngại và ngăn cản việc xây cất. Phù hợp với tiên tri của Ngài Kenpo, nhà vua cử 5 người nhanh chóng mời thỉnh đại sĩ Bhamakara. Biết trước việc này, Bhamakara đã đến Manjun ở giữa Nepal và Tây Tạng. Trên đường đến miền trung Tây Tạng, Ngài đi qua Ngari, Sang và Dokhan, dùng thần thông thăm tất cả các khu vực. Ở đó, Ngài ràng buộc 12 thiên nữ tên Ma, 13 Gunha và 21 Gen phát thệ, cũng như nhiều tinh linh hùng mạnh khác. Tại rừng Mataris ở Hồng Thạch, Ngài gặp vua Tây Tạng và lên đỉnh Hepori thu phục quỷ thần. Ngài đặt nền móng cho tu viện Samye và trông coi từ đầu đến khi hoàn tất. Ngài giao cho những quỷ thần trước đây gây cản trở việc xây cất phải làm việc. Trong 5 năm, đã xây dựng xong một quần thể tự viện Samye Quang Vinh bất biến và thành tựu tự nhiên Vihara, bao gồm 3 tu viện của Hoàng hậu. Các quần thể cung điện này đã xây theo biểu tượng núi Tu Di, bao quanh bởi 4 châu lục, 8 châu lục phụ, mặt trời, mặt trăng và tường thành của núi sắt. Trong lễ thánh hóa đã xảy ra 5 dấu hiệu kỳ diệu. Sau đó, nhà vua ước muốn phiên dịch kinh điển và thiết lập giáo pháp, nên vua chọn những thiếu niên Tây Tạng thông minh học để thành những dịch giả. Ngài mời những pháp sư thông hiểu kinh, luật, luận từ Ấn Độ
Nhờ ngài Kenpo thọ giới cho 7 vị tu sĩ đầu tiên và dần dần thiết lập một tăng đoàn đã thọ giới. Bồ Tát Kenpo, Đức Bhamakara và các nhà hiền triết khác cùng ngài Vajrayana, Kawapase, Chokro, Lugesen và những vị dịch giả khác đã trao tất cả kinh điển hiển và mật của Đạo Phật đang tồn tại cũng như những luận thư giảng nghĩa về chúng cho Tây Tạng. Vajrayana và Namkhai Nyingpo được gửi tới Ấn Độ. Ngài Vajrayana học Dzogchen với tổ Sri Sinha, trong lúc Namkhai Nyingpo tiếp nhận giảng dạy về Visuddha Heruka từ Đại sư Hunkara. Cả hai đều thành tựu và về Hoằng Pháp ở Tây Tạng. Sau đó, vua Trisong Dusen thỉnh cầu Đức Bhamakara quán đảnh và hướng dẫn. Tại Chinfu, nơi ẩn tu trên Sanje, Đại sư đã khiển lộ Mandala 8 nghi quỷ Heruka. Ngài làm lễ nhập dòng cho nhà vua và 8 người khác. Mỗi một vị được giao phó với một trao quyền đặc biệt và cả 9 người đều thành tựu nhờ thực hành giáo huấn. Bhamakara đã ban vô số giáo huấn thâm sâu và kỳ diệu khác liên kết với ba tantra nội cho nhiều đệ tử đã định trước. Đứng đầu là nhà vua và những con trai và 25 vị đệ tử ở Lodak, Titro và nhiều nơi khác. Guru Rinpoche lưu lại Tây Tạng 55 năm 6 tháng, 48 năm lúc nhà vua còn sống và 7 năm 6 tháng sau đó. Ngài đến Tây Tạng lúc nhà vua được 21 tuổi, tức năm 810 sau Công Nguyên. Nhà vua qua đời vào tuổi 69, Bhamakara ở lại vài năm sau đó trước khi rời khỏi xứ La Sát, tức Tây Tạng. Bhamakara đi thăm 20 ngọn núi tuyết của Ngangri, 21 nơi thực hành ở miền trung Tây Tạng và Sang, 25 nơi ở Dokham, ba thung lũng ẩn khuất và nhiều nơi khác. Mỗi nơi ngài đều ban phước thành nơi thiêng liêng để thực hành. Biết trước vị vua sau này sẽ phá hoại Phật giáo ở Tây Tạng, ngài ban nhiều tiên tri cho tương lai. Hội ý với nhà vua và những đệ tử thân cận, Bhamakara chôn giấu vô số giáo huấn Tema, chủ yếu tại 8 kho tàng của cá nhân nhà vua, 5 kho đại trí và 25 kho vi diệu. Lý do chôn giấu những Tema này là ngăn ngừa sự hủy diệt giáo huấn Kim Cương Thừa, tránh sự thêm thắt hay làm sai lạc Kim Cương Thừa của giới trí thức sau này. Để bảo tồn ân phước và làm lợi ích cho những đệ tử trong tương lai, với mỗi kho tàng chôn giấu này, Đức Bhamakara đều tiên tri thời gian phát hiện, người nào sẽ phát hiện và người giữ gìn giáo huấn đã định trước. Ngài biểu lộ tướng phẫn nộ khủng khiếp của trí tuệ điên ở 13 nơi tên là hang cọp, ràng buộc tất cả tinh linh thế gian dưới lời thề phục vụ giáo pháp và giao cho họ canh giữ những kho tàng Tema. Vào lúc đó, ngài có tên là Doje Drolo. Để gợi niềm tin cho những thế hệ tương lai, ngài để lại dấu ấn thân ngài tại Bumthang, dấu bàn tay ngài tại Namso Chukmo và dấu chân tại Paro Dragat, cũng như vô số dấu ấn ở những chỗ thực hành khác. Sau cái chết của vua Trisong Dusen, Bhamakara đưa Mutitsenpo lên ngôi. Ngài thực hiện một Rutchen tại Tramtruk. Ngài trao giáo huấn thâm sâu cho Gassi, vị hoàng tử thứ hai, và ban tiên tri rằng ông sẽ làm lợi ích chúng sanh do trở thành một vị khai mật tạng trong 13 kiếp sau. Không thể tính đếm được có bao nhiêu đệ tử ở Tây Tạng đã nhận được quán đảnh từ Đức Bhamakara trong thân người. Nhưng phần lớn được nổi tiếng là 25 vị đệ tử ban đầu, 25 vị ở khoảng giữa, sau này là 17 và 21 đệ tử. Có 80 đệ tử của ngài đắc thân cầu vòng tại Yepa và 108 thiền sư tại Chuwari, 30 hành giả Tantrika tại Yangzhong và 55 bậc giác ngộ tại Sidrak. Về đệ tử nữ, có 25 đệ tử Dakini và 7 Yogini.
Nhiều vị đệ tử thân cận này có dòng truyền thừa liên tục cho tới ngày nay. Khi Ngài sắp rời khỏi xứ La Sát đến hướng Tây Nam, nhà vua và bộ trưởng cùng tất cả đệ tử cố gắng can ngăn Ngài Bhamakara không đi, nhưng không hiệu quả. Ngài ban cho mỗi người giáo huấn và khai thị rộng lớn, và khởi hành từ đèo Gun Thang, cưỡi trên một con ngựa hay sư tử, chư thiên theo hộ tống và cúng dường tại đỉnh núi Màu Đồng Quang Vinh. Trên châu lục Chamara, Ngài giải thoát Rasa Thotren, vua các La Sát, và mang hình tướng này. Sau đó, Ngài kiến tạo một cách phi thường cung điện Liên Hoa Quang với nhiều trang hoàng kỳ diệu không thể tưởng, và Ngài lưu xuất ra 8 thân trên 8 hòn đảo bao quanh. Ở đó, Ngài an trú như nhà vua giảng dạy 8 nghi quỹ Heruka. Hiện tại, Ngài an trụ ở đẳng cấp Vijayadhara tự hiện trong tướng quan nhiếp chính của Vajradhara, tức Kim Cương Trì, bất biến với thời gian chừng nào luân hồi còn tồn tại. Tràn đầy lòng bi, Ngài lưu xuất nhiều hóa thân làm lợi ích chúng sanh. Thậm chí, sau khi giáo huấn Vinaya, tức luật tạng, bị hư hoại, Ngài cũng sẽ xuất hiện với những hành giả Tantric. Sẽ có nhiều đệ tử đã định trước thành tựu thân cầu vồng. Trong tương lai, khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện trên thế gian này, Đức Bhamakara sẽ hóa thân là một người được biết là Drowa, Kundu, và truyền bá giáo huấn của Kim Cương Thừa cho tất cả người xứng đáng. Tiểu sử vắn tắt này chỉ là một phần tường thuật để thích nghi với những gì mà người học bình thường có thể tiếp nhận. Ngài Jamgon Khonsu là tái sinh của dịch giả Verochana. Ngài có nhiều linh kiến về Guru Rinpoche và cũng là một vị khai mật tạng.